Hello, xin chào. Ôi. Đau vãi nổi các bạn ạ, tôi bị quả nhiệt lưỡi nó chí mạng và là méo nó được cái gì. 3 ngày hôm nay không dám làm một cái video nào, bực mình vãi. Nhưng mà kiểu ngồi lâu ấy, nó cũng vô công rồi, nghề nó cũng chán ấy. Nên là cố gắng để quay trở lại làm cái video các bạn xem. Nhưng mà vì bệnh nó chưa hết, nên là các bạn thông cảm. Thứ nhất là giọng tôi nó sẽ hơi bị Thứ hai nữa là mình sẽ nói ít đi, không nói nhiều nữa tại vì đau mồm lắm. Thì chào mừng quay trở lại với Fit and Grow Fit của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với hành trình là thử các loại cá khác nhau mà trong các bài cập nhật mới nó có. Tập trước là mới thử con quái vật hống nét rồi, bây giờ hãy thử tiếp. Ok, cùng bắt đầu. Và đương nhiên là nếu các bạn thấy tôi chăm chỉ và thích cái series này, đừng quên để một like, hãy đạt đến 10.000 like để chúng ta có tập thứ ba. Chúng ta cùng tiếp tục nhé. Lần trước chúng ta đóng vai vào con Stegosaurus này, là con quái vật hồ lốc nét, và kiếm được 1.000 đồng vàng rồi. Tức là bây giờ là chúng ta sẽ mở ra một dãy rất nhiều con khác nhau để chúng ta thử. Trong đó có cả con cá mập trắng vĩ đại vãi nổi, cái con mà lần trước mình muốn ăn mãi nhưng không ăn được. Nhưng mà chưa cần đấy vội vì có nhiều con tôi muốn thử hơn. Ví dụ như là con cá voi mập, well shark, cá mập voi. Ok, thử con cá mập voi xem là nó như thế nào. Nhưng mà trước khi bắt đầu video thì mặc dù lưỡi đau, tôi vẫn cần phải giới thiệu một tựa game tên là Hero Legend. Một tựa game nhập vai trên điện thoại di động với thế giới mở độc đáo, cốt truyện hay ho và chiều sâu, cùng với đồ họa đẳng cấp và dàn nhân vật vô cùng phong phú. Các bạn có thể nhập vai vào bất cứ vị anh hùng nào và chiến đấu bảo vệ thế giới cũng như là xây dựng những cốt truyện dành riêng cho các bạn. Nên là ngay bây giờ không có lý do gì mà không tải về ngay trên iOS hoặc là Android ở link phía dưới mô tả, tải về ngay hôm nay để nhận được những phần quà cho những người tải sớm nhất. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với video. Con này theo như mình tìm hiểu thì nó đúng là cái phiên bản của đầu óc Mushi, nhưng mà tứ chi phát triển ấy, tức là nó không nhanh nhẹn và nó không ăn nhiều các loài động vật khác, nó chỉ ăn cỏ thôi. Đấy, nhưng mà nó vẫn cứ rất là to, thế mới hay. Tôi mới hiểu kiểu gì. Cái con này rất là yếu, tức là mồm nó không cắn được, nó chỉ kiểu há há mút mút hút hút thôi. Nó không ăn được mấy con to to đâu thôi. Nó tức là khẩu nó không cắn được cái gì hết, các bạn thấy không? Nó không cắn được cái gì cả. Đấy. Ui giời, ồ vẫn cắn được à? Ồ, tôi vẫn cắn được các bạn ạ. Ồ, mà tôi cắn hơi yếu mà tôi vẫn cắn được này. Ồ, mà được cái máu tôi trâu vãi nổi. Cắn đi, cắn đi. Con này trâu chả kém ạ. Wow. Vãi cả nồi. Thôi anh ơi. Thôi, khu này nguy hiểm thế. Ui dồi ôi. Cái gì kia? Tôi đã nhiệt mồm rồi. Mà bây giờ gặp mấy con kia tôi vỡ mồm, chứ không còn nhiệt mồm nữa rồi. Sợ vãi nổi. Ui, thôi các bạn ạ, nguy hiểm quá. Còn tôi ăn một con ốc anh Vũ này tôi sống vậy. Quay trở lại câu chuyện khả năng đặc biệt của con cá này, thì con này nó khả năng đặc biệt đó là nó có thể hút cỏ. Đây các bạn thấy không, những bụi cỏ này ấy lặn hút, thì mình sẽ có cái kinh nghiệm từ mấy con sao biển. Ngoài ra đã biết hút cỏ thì không thể nào bỏ qua tài năng đó là bú đá. Đấy, nó có thể bú được đá từ những con sao biển trên đá, nó có thể kiếm kinh nghiệm từ đấy. Và chỉ thế thôi, chứ còn nó cắn, các bạn thấy đấy, cắn vừa chậm vừa yếu, chả được cái khí gió gì cả. Nên là chúng ta chỉ có hy vọng là ăn những con bé bé, con cá ăn cỏ hoặc là những con bé hẳn. Còn con to thôi, chúng ta nên tém tém vào. Được cái mồm cái máy hút bụi ý, nên là gặp mấy con bé hơn một chút thì vẫn cứ hút được bình thường. Như con này hút được đấy. Đó, cũng ngon, cũng ngon cơ. Ồ, đầy cua này. Tháo hút cua này, hợp lý này. Đấy, được phết nhở, được phết. Ôi, thì nhiều cua lắm các bạn ạ. Ui, một bữa tiệc hải sản, hợp lý. Con tôm, tôm hùm. Please, thank you. Nice. Các bạn nhìn nó móm phải nổi ra. Thật, cá kiểu gì nó tí răng nữa. Mồm nào cũng há ra mà chẳng tí răng nào. Buồn vừa lờ. Úi dồi ôi, con gì đây? Ui, tôi hút được cả con đấy á. Ui, cũng kinh đấy. Ui, này to thế. Con này hút được nhờ. Nhiều chất dinh dưỡng lắm này. Ui, cắn không? Ui, thôi. Có lẽ là không có gì có thể rõ nét hơn trong câu trả lời là cá mập trắng với cá mập voi thì con nào hơn. Cá mập trắng vẫn hơn, nó thượng đẳng quá mà. Thôi, con yếu quá, tôi sẽ chuyển sang con tiếp theo là con cá heo sát thủ. Con này may ra thì nó có thể hơn này vì nó cắn được. Nhờ, làm phát. Trời ơi, đồng đội của mình là những chi pu. Các bạn nghe được không? Quay được cái hàm răng nó khỏe mà còn đi theo bầy nữa, thành ra cũng khá là an toàn. Ôi giời. Cá mập voi à? Ăn được không? Ăn được không? Con này nãy mình thấy nó phế vật lắm, nên mình ăn được không? Mình có ăn nó này. Ôi rồi ôi. Ôi rồi, bạn ơi.
Bạn ơi, bạn sai lầm chưa? Bạn ơi, ui, level 8 con ngựa nó rồi. Ô, được. Này, thế cũng được nhờ. Cũng được nhờ. Ui rồi, được vừa là. Ui rồi ôi, được vừa là các bạn ạ. Được vừa là. Ôi, con đó óc ngu si thứ chưa phát triển này. Bây giờ ăn ngon vừa là. Này, ăn luôn. Ui, vãi thôi, level 15 rồi. Được vãi. Ăn tất. Tấn công của mình là 400 một phát rồi. Vãi cả linh hồn, răng của mình khỏe vãi. Hê hey. Thật sự răng của mình khỏe các bạn ạ. Cắn phát cả 400 cơ mà. Nhưng mà máu của mình thì không trâu lắm. Máu của mình hơi yếu. Ôi vãi cả nồi. Nhìn xem. Máu của tôi là hơn 1000. Không nhiều như quái vật hồn lúc nét. Nhưng mà cũng cao. Ồ đặc biệt nhất đó là hàm răng của mình khỏe vãi nồi ra. Thề. Mình vẫn không nghĩ là mình có khả năng để mình ăn được con cá mập trắng đâu. Tại vì con đấy nó thượng đẳng lắm. Nhưng mà cũng chả biết thế nào. Chứ ăn thêm tí nữa à. Còn mấy con cá mập ma này. Ăn phát. Ồ được. Kìa. À con này nữa. Bạn ơi. Ui vãi nồi. Cắn phát chết luôn ạ. Đấy con ngựa. Đập phát chết luôn là có thật các bạn ạ. Ồ cái là phùng tương. Kinh thật đấy. Này tôi nghĩ tôi khả năng ăn được con cá mập trắng đấy. Là bây giờ mình chỉ cần cắn vào đuôi nó hoặc là những cái bụng nó, những cái phần mà nó nhiều mỡ nó không quay được ấy là ăn được. Ờ nhưng quan trọng là phải kiếm được con đấy đã. Bây giờ chúng ta sẽ ban một điều luật, đó là mình cứ giết được con nào thì mình mới được trở thành con đấy. Tức là chừng nào mình giết được con cá mập trắng thì mình mới được biến thành cá mập trắng. Đấy, thấy có hay hơn không các bạn? Hay và lờ. Ok nhá. Ok nhá. Ôi giời ơi, đây này, quái vật hồn lốc nét này. Nào, đớp phát rồi, đớp phát. Chết luôn, vãi nồi. Tôi khỏe thế. Trời ơi. Nào đây đây. Ôi con này chữ B như kiểu bim bim ý. Bữa ăn nhẹ của mình luôn ạ. Đớp phát chết luôn. Cái đờ heck. Quá đà không vậy? Ở đây đây đây, con to này, con này. Trời ơi, còn mấy con tôm con cua này bây giờ mình hút giúp cháo vậy. Ôi, vãi cả linh hồn. Tôi không cần phải cắn ạ. Này. Yên 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 yên. Tôi mở 33 rồi. No, no. Nào, cá mập trắng ra đây. Để ta cho chúng mày biết ai là bố. Hình như là con cá mập trắng nó sợ mình quá. Nó trốn con ngựa nó rồi. Nãy đến giờ méo thiếu đâu cả. Tức là nó nghe danh của mình từ lâu rồi. Nó biết là ở một vùng đất nam cực xa xôi có một thằng tên là cá heo dương, có biệt tài là đập phát chết luôn. Con nào cũng chết. Hút cá như hút mì sợi. Sùn 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 sùn. Ôi dồi đây rồi. Nào, vô nó đi. Mày cắn tao à? Mày ui, mày cắn tao à? Mày cắn tao à? Con ngựa vãi nồi. Nó vẫn giết được tôi. Ui, đúng là gáy sớm meo có gì mà ăn thật. Ui, rồi ôi. Ôi, đang thượng đẳng thế mà bị nó đớp phát lại quay về đây. Lại chơi với Chipu. Ui. Ui. Đây, còn ngựa level 33 rồi đấy các bạn ạ. 33 rồi đấy. Được cái là cũng may con này lên level nó dễ các bạn ạ. Ngồi khoảng 10 phút rồi lên được level 2 mấy rồi, 27 rồi này. Nói chung là cũng được đi, nhưng mà cái con cá mập trắng nó nguy hiểm quá nhỉ. Thật đấy. Người ta nói đúng là không sai các bạn. Cái đứa đấy, cái đứa mồm lờ răng cá mập đó có lý do của nó. Nó nguy hiểm vãi, cái hàm răng của nó đúng là méo ai đọ được. Nó cắn thì yếu hơn mình nha. Nhưng nó lại còn lắm máu và nó cắn nhanh. Đấy, thành ra là mình mới sợ nó vì thế. Mình thì cắn khỏe, nhưng mà mỗi tội mình hơi ít máu. Ê này, con kia nguy hiểm kìa. Con kia nó giống như kiểu khủng long tiền sử ấy. Đây, con này cũng khỏe này. Ui, chiến thuật Hello Kitty. Hãy sẵn sàng vì chúng ta sẽ còn đớp vào đuôi nó. Các bạn sẵn sàng chưa? Đớp nhá. Nào. Yes. Yes. Hay quá.
anh có thể ô nice anh có lấy rồi. Ồ, có cá mập trắng con này, cá mập trắng con này. Như vậy là chúng ta vừa mở khóa ra một con mới các bạn ạ. Đâu nhở, mình nhớ là mình sẽ mở khóa đời này, mình mở được con Brock ngò con thỏng long, con cá thái, mình mở được con Kronosaurus. Đấy là những con mới mình vừa mới mở được. Những con đấy là phải ăn được cái con khủng long thiên sứ kìa thì mới mở được những con đấy. Bây giờ là mình đã mở được gần hết những con mình cần rồi, và mình cũng lên level 43 con ngựa rồi. Việc tiếp theo mình cần ấy đó là mình chỉ muốn đánh bại con cá mập trắng kia, mặc dù sẽ rất khó, nó sẽ không đơn giản như con kia đâu, nhưng mà chúng ta cần phải cố gắng. Tập này mình chưa muốn dùng thử con khủng long thiên sứ để cho các bạn xem, tại vì cơ bản còn quá sớm, mình muốn để dành thêm một chút thời gian nữa. Hiểu không? Đấy. Nào, bố mày level 47 rồi, con cá mập trắng đâu? Mày lòi ra đây, ta sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ hội. Mày biết tao người ở đâu không? Tao là người Phú Thọ, mày biết Phú Thọ có cái gì không? Có đền Hùng, có dỗ tổ Hùng Vương đấy, là nơi người ta gọi là đất tổ đấy. Mà đất tổ thì thế nào? Đất tổ thì là bố chúng mày thế nào nữa? Nào con cá mập trắng đâu? Đây à? Ui trực tiếp luôn à? Đối đầu luôn à? Bạn ơi, mình thích bạn đây. Đừng lôn các bạn ơi, đừng lôn nhá, muốn một con nhá, bắt đầu nhá. Yes. Chúng ta được con Mega London. Yes. Như vậy là mình đã mở khóa được con kinh khủng nhất, là con Megalodon. Vậy là mình là bố thật rồi các bạn ạ. Mình là bố cái đại dương thật rồi. Ôi giời ơi, nó win rồi. Như vậy là chúng ta đã mở khóa được những con nguy hiểm nhất, gồm có con Brocknanthondon, con Kronosaurus và con Megalodon. Yes. Như vậy là những con khỏe nhất thì chúng ta đều mở rồi. Và chúng ta sẽ để tập sau để chúng ta test thử độ bá đạo của những con này. Và nếu như các bạn thích, hãy để lại một like ở phía dưới. Tập sau mình sẽ làm con này đạt được 10.000 like, chúng ta sẽ sử dụng con Megalodon này để tiêu diệt cả đại dương này, để cho chúng nó thấy ai là bố. Thế nhá các bạn. Tạm biệt các bạn và gặp lại. Mình là Dương Cờ. Đừng quên lại một like cho mình. Bye bye.